Dạ mẹ. Bây giờ tôi nói rõ quan điểm của tôi cho cô nghe. Mấy hôm nay tôi vì chuyện này mà giữ ở trong lòng. Thật ra trong mắt của tôi, cô là thứ người không ra gì. Sao mẹ lại nói con như vậy? Cô tưởng tôi không biết chuyện quá khứ của cô sao? Trước khi về làm vợ của thằng Quý thì cô từng là người yêu của thằng Hiếu. Mẹ, Sao? Tôi nói có gì sai không? đó là chuyện đã qua, mẹ nhắc lại để làm gì? Đúng là trước khi cưới anh Quý, con cũng đã có tình cảm riêng tư của mình. Nhưng mà khi lấy anh Quý rồi, con chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ảnh hết. Ai mà biết được, lỡ như cô thất tiết trước khi về làm vợ thằng Quý thì sao? Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con như vậy? Tôi không nghĩ, mà tôi khẳng định là như vậy. Hai thằng đó chơi thân với nhau từ nhỏ, chuyện gì mà tôi không biết? Cô với thằng Hiếu đã từng có dự định kết hôn, yêu nhau say đắm, thì dễ gì hai đứa không có chuyện gì hả? Mẹ không thể nào nghĩ quan cho con như vậy được. Tôi đã phản đối kịch liệt khi thằng Quý định lấy cô làm vợ, nhưng nó không nghe lời tôi. Đã không ra gì mà còn không biết sinh con. Chuyện không có con không phải là lỗi do con. Còn chuyện con có thất tiết với anh Quý hay không, mẹ có thể hỏi ảnh mà. Tưởng đâu cành vàng lá ngọc gì, bây giờ cũng lộ cái bản mặt ra rồi. Cũng là loại gái hư hỏng thôi mà. Cô im đi, cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Mày dám nói tao không có tư cách hả? Cô muốn cái gì hả? Cô muốn cái gì hả? Hả? Và từ đây anh bên